Chỉ trong một ngày, hai vợ chồng ở Đồng Nai bấm ngẫu nhiên 4 lần và ra kết quả là 4 dãy số siêu đẹp. 88889, 88886, 88868 và 88888, tức là ngũ quý 8. Dư luận dấy lên những hoài nghi vì xác suất bấm được biển đẹp cũng là hẹp như cơ hội trúng số Việt Lot. Công an tỉnh Đồng Nai giao 3 đơn vị nghiệp vụ xác minh, niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ. Và thực tế thì chủ nhân của 4 biển số siêu VIP này cũng từng bấm được một dãy số đẹp cho chiếc xe hạng sang khác của mình vào cuối năm ngoái. Bộ Công an đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ xử lý liên quan vụ hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ bấm được 4 biển số xe máy siêu đẹp. Trước đó, mạng xã hội xôn xao về thông tin cho rằng hai vợ chồng đến Công an xã Sông Nhạn bấm chọn biển số xe máy. Người chồng bấm được hai biển số 88889 và 88886. Cùng ngày, người vợ cũng đến và lấy được biển số 88868 và 88888. Ngũ quý 8. Trong khi dư luận nghi vấn sự bất thường về việc vợ chồng liên tục bấm được biển số đẹp thì bất ngờ có thêm tình tiết mới khi một xe máy được cho là xuất hiện tại trụ sở công an xã Sông Nhạn có biển số ngũ quý 8 trùng với một trong 4 biển mà hai vợ chồng vừa bốc được. Ban giám đốc công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp công an huyện Cẩm Mỹ trực tiếp đến để xác minh quy trình làm rõ vụ việc